bán ngọt hơn. Cái này chỗ nào ta? Để ra số ăn thôi. Để ra số. À. Thôi giật cái đó thôi. Cái này nước sơn riêng làm đâu có chảy đâu. Tại sơn lô nó chảy nó lấy sơn ừ. Có cái khuôn đó đó, nó sẽ ép đi qua lại lấy cái mặt bằng trước. Còn cái phần đảo là quạt mấy bên kia mới ép đảo. Cái này ép lấy cái mặt bằng trước này. Này vỏ đủ đi. Vô người vỏ đéo đi. Có đồ sang chê hết rồi. Cái đó nó sẽ rút cái niềng lên ha. Cái số sẽ số 12 rút cái niềng lên. Rút cái niềng lên. Đó ra thấy không? Thấy ra chưa? Đó thấy phần này nè. Đó nó rút lên. Rồi ép ra lại. Rồi bắt đầu mới qua cái máy bên kia nó đảo khúc nào mà ép lại chỗ đó. Anh Trung bỏ cái bóng led anh Trung hả? Để bóng led ra khúc này nè. Đó, giờ mình sang chê lại cái nữa là bốn chuẩn luôn ha. Ừ, cái này còn phù mép á. Phù mép này nè. Cái phù mép này. Phù mép bây giờ nhau cái ép vô cái rồi. Này. Ở bên mình cán này cái lưng này nó tròn mà. Cái lưng này cán mới tròn được cho mày gõ đâu tròn được. Đó. Lính cũ rồi. Cái cây này chịu cái niềng ha, chịu cái niềng nó không có gì ấy nè, giữ tâm luôn. Nó vô cái khuôn đó là nó ép. Nếu mà sơn riêng là không xí nhì luôn. Mày thấy cái máy của thằng Vinh Râu mà đổ nó đưa lên đấy. Còn bây giờ ép mép là ok rồi. À, ngay đây ha. Không? Bây giờ ép mép thôi là ok. Này hết cái này là tròn rồi. Hồi nãy là mình ép cho cái bành này nó đưa ra. Rồi nó đưa cái này ra cho nó tròn cái đường này nè. Không, nó tròn cái đường này. Này nó giật. Cái máy bên kia nó sẽ ép phù ra phù vô. Ví dụ giật ra giật rồi mấy cái ép qua ép lại. Còn này là đường này đường tròn nè. Đường tròn đó. Đường này đường tròn. Ép cho nó tròn cái lưng lại. Này vô đây nó cán cái này là nó có cái đường tròn nó cán lưng này mới tròn được. Có cái này là không nó siết lại cái này giữ nè. Giật cái này hả? Ừ, cái này đưa lên đó, đưa lên cái này giữ lại. Không, đâu có gì đâu, bình thường. Đây là cái bánh trước ha. Đó là bánh sau, còn đây là bánh trước. Nóc này nhà thôi, trong khúc đó thế nào chứ? Chúng qua bên cái hố lở. Đang chung hay quay hết vòng em ơi. Ồ, giật nè, bánh trước là giật rất là nhiều nha. Chừng nó chạy ra, đang chạy. Trời, nó chạy lắm. Giật rất là nhiều. Giờ làm dấu. Làm dấu là mới xử nó. Đó. Cái máy này sẽ cán, bánh trước giật hơn bánh sau nhiều ha. Sau cán rồi, sao không giật được, cán xuống. Dạ. Cái này là cán này mà cái môi này khó chịu lắm. Giờ tiếp theo là lấy cho nó lên lại.
còn đang nhau nó bằng rồi. Ok tôi để cho kê ăn gian cho nó ốc vô miền này khó chịu lắm nè, nhưng mà ép và chớn đủ mà nó không có đẻ đó, đụng xe quéo cong đẻ đó. Tại cái chân này nó xa nè, nó đi mấy cây này dễ lắm nè. Miền này mà đủ mới làm láng trắng là về nhà chạy đéo được luôn, dính đẻ liền. Cái máy này tao làm được chứ còn làm được bậy là đủ má thì xong luôn. Lái xoay bánh đĩa nó đứng luôn á, xoay bánh đi đâu nổi đâu. Va chạm là nó để nó dướng á. Rút lên được tay rồi. Mày chắc để không cong đâu, tại nó bị này, cong mày đâu có đụng đâu mà cong để được. Ai đâu không để đâu. Chứ thẳng mà đâu không. Cái này cắn cái môi nè. Đó, cái môi chỉ không có máy bên nhà nó bó tay. Cái môi này giờ ép nó chỉ có chạy vô thôi chứ nó đéo có hết được cái này. Giờ chúng ta sẽ qua cái máy cao cấp ở bên kia. Cái máy ông nhà mà dùng khoái lên đi. Đây là cái máy thứ hai. Máy hồi nãy là chỉ là cái máy khởi đầu để lấy cái môi dành thôi. Chuẩn rồi đó.
cái quỷ sơn lô này dở động cho nó giếm liền. Giờ chỉ cần canh một tí xíu là ok rồi.